Phật tử, đại bồ tát có 10 thứ hồi hướng căn lành, bồ tát nhờ đó mà có thể hồi hướng tất cả căn lành. Những gì là 10 đó là đem căn lành của tôi đồng nguyện với thiện tri thức thành tựu như vậy, chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng với tâm thiện tri thức thành tựu như vậy, chớ thành tựu khác đem căn lành của tôi đồng hạnh với thiện tri thức thành tựu như vậy chớ thành tựu khác đem căn lành của tôi đồng căn lành với thiện tri thức thành tựu như vậy chớ thành tựu khác đem căn lành của tôi đồng bình đẳng với thiện tri thức thành tựu như vậy chớ thành tựu khác đem căn lành của tôi đồng niệm với thiện tri thức Thành tựu như vậy, chớ thành tựu khác, đem căn lành của tôi đồng thanh tịnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng chỗ trụ với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng thành tựu viên mãn với thiện tri thức thành tựu như vậy chớ thành tựu khác đem căn lành của tôi đồng bất hoại với thiện tri thức thành tựu như vậy chớ thành tựu khác đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được căn lành hồi hướng vô thượng Phật tử đại bồ tát có 10 thứ được trí huệ, những gì là 10, đó là đối với bố thí tự tại được trí huệ, hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí huệ, vào vô biên trí Như Lai được trí huệ, trong tất cả vấn đáp hay dứt nghi được trí huệ, vào nơi nghĩa của bậc trí được trí huệ, hiểu sâu tất cả Như Lai ở trong tất cả Phật pháp, lời nói âm thanh khéo léo được trí huệ, hiểu sâu chỗ chư Phật gieo trồng chút căn lành tất sẽ đầy đủ tất cả pháp trắng tịnh đắc được vô lượng trí như lai được trí huệ thành tựu trụ không thể nghĩ bàn của bồ tát được trí huệ ở trong một niệm đều có thể đi đến bất khả thuyết cõi phật được trí huệ giác tất cả phật bồ đề vào tất cả pháp giới lắng nghe thọ trì pháp của tất cả chư phật nói vào sâu đủ thứ lời nói âm thanh trang nghiêm của tất cả như lai được trí huệ đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được hiện chứng trí vô thượng của tất cả chư Phật.